Và kính thưa quý vị, cách đây ít giờ thì buổi họp báo ra mắt của Messi với câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã được tổ chức. Tiền đạo 34 tuổi người Argentina đã có dịp chia sẻ về bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình cùng những cảm xúc có thể nói là trái ngược trong những ngày vừa qua. Lionel Messi có mặt ở buổi họp báo cùng với vợ và các con. Trong buổi họp báo này, anh đã có những chia sẻ về quyết định rời Barcelona để chuyển tới khoác áo Paris Saint-Germain. Tất cả mọi người đều biết rằng tôi đã chia tay Barcelona cách đây ít ngày. Đó là một quyết định khó khăn, bởi tôi đã gắn bó với Barcelona rất nhiều năm. Nhưng ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã cảm thấy rất háo hức được gặp gỡ các đồng đội mới và bước vào tập luyện. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch, giám đốc thể thao Leonardo và tất cả mọi người. Họ đã giúp tôi vượt qua cú sốc khi rời Barcelona để được có mặt ở đây ngày hôm nay. Paris Saint-Germain đã hoạt động rất hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè này. Trong những năm qua, họ đã ở rất gần với chức vô địch Champions League và tôi ở đây là để giúp họ có được danh hiệu đó. Tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng và đạt được nhiều vinh quang với Paris Saint-Germain.